Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt xin giới thiệu với các bạn chiếc thùng rác của hãng Lock & Lock. Đây là chiếc thùng rác hình tròn, có dung tích 12 lít và có kích cỡ là đường kính 25,2 cm và chiều cao là 37,8 cm. Cái mã hiệu của cái sản phẩm là PIP103 Classic Bin. Và cái thùng rác ở đây là phiên bản màu xanh, chúng ta còn có phiên bản màu trắng đục nữa. Đây là hình tròn. Phía sau thùng rác qua thấy có cái thiết kế cái vai cầm, có thể xách lên được. Và đây chiếc thùng rác có vỏ bằng kim loại. Các bạn thấy cái pedal ở đây, các bạn bấm. Và đây phía trong của thùng rác bằng nhựa, quay xách. Cái phần nắp là thiết kế rất đặc biệt, đó là nó sẽ hạ từ từ xuống. Qua xem. Hạ từ từ, không sập ngay. Và bên trong bằng kim loại. Rất là đẹp. Chiều cao gần 40 cm. Để tìm hiểu kỹ hơn về cái sản phẩm thùng rác Lock & Lock và các loại khác thì các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.